Bạn thấy mũi này đẹp thì chia sẻ livestream cho mình để nhận cái ưu đãi giảm giá nha. Bé này không những vậy mà bé này còn làm cả ngực nữa, ngực nano chip em ha, mũi em làm nano chip ha. Ở đây ngực là còn làm ngực nữa nha, kết hợp cả hai cứng luôn. Quỳnh Nguyễn, xin chào Quỳnh Nguyễn nha. Xin chào Thảo Ngô, chính diện đi em. Chúc các bạn một buổi sáng vui vẻ nhé. Chào mọi người ạ. Thì đây là dáng mũi cấu trúc bên mình hôm nay, bé được 10 ngày thì khá đẹp nhá. Là đẹp luôn, khá đẹp và các chị. Đó. Quỳnh Nguyễn tây quá. Đó. Em phải vào Sài Gòn chuyến rồi. Ok, vào đi nha. Để làm đẹp. Em ở quê ở đâu? Ở đâu? Bà Rịa hả? Bạc Liêu. Bạc Liêu. À. Bé này là ở Đạt Bạc Liêu để lên đây. Lên đây xem cái mũi này nè, được 10 ngày rồi. Rất là đẹp. Đẹp lắm. Rất là đẹp nha mọi người nhá. Đẹp không? Là mũi cấu trúc sau 10 ngày đây ạ. Những ai đang thắc mắc là sau 10 ngày không biết là mũi mình có được đẹp không, có ra dáng không, có bị sưng không, thì tùy cơ địa mỗi người nha. Thì sau 10 ngày dáng mũi rất là đẹp như thế này. Những ai đang có nung nấu ý định làm đẹp thì mọi người hãy tới với trung tâm nhé, để được thực hiện các dịch vụ làm đẹp. Và có rất là nhiều ưu đãi khi các bạn chia sẻ với livestream là xe, các bạn hãy xe mạnh tay để nhận lấy giảm giá ưu đãi nha. Rất là nhiều khách hàng đang có ý định làm đẹp bên trung tâm. Bây giờ mình sẽ quay chính diện cho các bạn thấy nha. Em cắt chỉ trước đi. Em có thấy hài lòng với cái dáng mũi này không em? Rất là xinh nha, đáng yêu lắm ý. Dáng mũi quay ngang có khách đây, không chỗ nào chê được. Không uổng công đi xa từ Bạc Liêu lên đây ha. Có một câu Trần Thủy Tiên, sau cánh mũi này còn gom lại nữa không anh? Còn em nha, cánh mũi này còn gom lại nữa, còn đẹp nữa nha. Đầu mũi rất là cao và mũi đẹp thật tuyệt vời, cảm ơn em. Đó, rất là đẹp, đầu mũi nhổng cao nha, bay nha cả nhà. Dáng mũi này thì hiện tại bên trung tâm mới làm được thôi nhá. Các bạn thì hãy inbox hoặc là comment để được các bác sĩ tư vấn cho mình. Nằm xuống đi em, nằm xuống đi. Em ngồi chơi chơi quay một chút, chơi chơi một chút đấy. Trở lên đây rồi thì hôm mai mốt được về là mình nhớ tại sao mình không làm, đúng không? Đây các bạn nhá. Em quay góc này. Đây các bạn nhá. Mình sẽ quay các góc cho các bạn thấy này. Độ lài mũi rất là đẹp và đầu mũi rất là cao nhá. Chưa con lên mọi người ai đang theo dõi livestream này thì chia sẻ cái livestream này nha. Để mình Yến, chị này làm dáng S line, L line. Em ơi chị này làm dáng L line nhá, cấu trúc L line em nhá. Em một chút xíu nữa thì em sẽ được các bác sĩ inbox và tư vấn cho mình. Rồi mình nằm xuống đi em, nằm xuống đi. Thôi, cho em 1 phút nữa thôi. Đây, đây là cái dáng mà ngồi dậy sau khi mà ngồi dậy. Đây là thẳng đây. Quay thẳng đây, em ngửa mũi chị xem nhé. Đây các bạn, hai lỗ mũi rất là đều hạt chanh như thế này nha. Chỉ có dáng cấu trúc thì mới làm được như này thôi. Và vết thẹo khá là đẹp nhá. Đấy, ok. Cảm ơn em, mời em nằm xuống nha anh. Quay. Cảm ơn em đã rất là nhiều nhá, đã dành thời gian để chia sẻ kinh nghiệm làm đẹp của mình. Đây là cái dáng mũi mà quay sau khi mà ngồi xuống nằm xuống của khách hàng đây nha cả nhà.